Cô chào các con, cô rất vui vì được đồng hành cùng các con trong môn toán ngày hôm nay. Các con thân mến, trước khi vào bài học, chúng ta hãy cùng khởi động để làm nóng cơ thể với một trò chơi nho nhỏ có tên gọi Hỏi nhanh, đáp gọn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Bây giờ, cô sẽ đọc câu hỏi và các con sẽ trả lời thật nhanh nhé. Câu đầu tiên, 7 thêm mấy được 10? Chúng ta cùng xem kết quả. À, 7 thêm 3 được 10. Ta viết được phép tính 7 cộng 3 bằng 10. Các con đều làm đúng có phải không? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. 6 thêm mấy được 10? Các con hãy trả lời đi nào. Chúng ta cùng xem kết quả. À, 6 thêm 4 được 10. Ta cũng viết được phép tính 6 cộng 4 bằng 10. Cuối cùng, 9 cộng với một số và 8 cộng với một số có gì giống và khác nhau? Cô mời các con trả lời. Giống nhau, đều gộp cho đủ chục, rồi cộng với số còn lại. Còn khác nhau, tách một ở số sau. Khi thực hiện phép tính, 9 cộng với một số và tách 2 ở số sau. Khi thực hiện phép cộng, 8 cộng với một số. Vậy là chúng ta vừa ôn lại kiến thức cũ. Cô tuyên dương các con đều nhớ bài. Qua trò chơi vừa rồi, các con cũng đã ôn lại được những kiến thức của bài học cũ. Vậy bây giờ, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài học mới. Đó là bài 7 cộng với một số và 6 cộng với một số. Ở tiết học này, có hai hoạt động mà chúng ta cần tìm hiểu. Hoạt động thứ nhất là hoạt động cùng học. Ở hoạt động này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học mới. Tiếp theo, chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức vừa học vào thực hành thông qua hoạt động 2, đó là hoạt động luyện tập. Bây giờ, chúng ta sẽ bước vào hoạt động 1, đó là hoạt động cùng học. Để các con dễ dàng hiểu rõ cách tính 7 cộng với một số và 6 cộng với một số, cô có một thử thách nho nhỏ. Cô có hai phép tính 7 cộng 5 và 6 cộng 5. Các con hãy suy nghĩ cách tính và viết kết quả vào bảng con. Các con đã viết được kết quả chưa nào? Cô và các con hãy cùng đi tìm hiểu cách tính hai phép tính này để xem có ra được kết quả trùng khớp với kết quả của các con không nhé. Đầu tiên, ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tính 7 cộng 5. Ở phép tính này, cô sẽ sử dụng các khối lập phương như sau. Các con hãy tập trung quan sát. Cô có 7 khối lập phương và 5 khối lập phương. Muốn biết 7 khối lập phương gộp với 5 khối lập phương bằng bao nhiêu, ta làm như sau. Đầu tiên, ta tách 3 khối lập phương ở 5 khối lập phương gộp với 7 khối lập phương cho đủ một chục. Còn 2 khối chính là 2 đơn vị. Vậy, có một chục và hai đơn vị, ta có số 12. Vậy, 7 cộng 5 bằng 12. Các con đã hiểu chưa nào? Vậy, để thực hiện phép tính 7 cộng 5, ta làm như sau. Đầu tiên, ta
ta tách 3 ở số sau. Cô đố các con, vì sao phải tách 3 ở số sau? A. Tách 3 ở số sau để gộp với 7 cho đủ chục. Như vậy, 7 cộng 3 bằng 10. Rồi cộng với số còn lại, ta được 10 cộng 2 bằng 12. Vậy, 7 cộng 5 bằng 12. Như vậy, muốn thực hiện phép tính 7 cộng với một số, ta sẽ gộp cho đủ chục, rồi cộng với số còn lại. Tương tự, ở phép tính 6 cộng 5, chúng ta cũng sẽ sử dụng các khối lập phương. Cô có 6 khối lập phương và 5 khối lập phương. Muốn biết 6 khối lập phương gộp với 5 khối lập phương bằng bao nhiêu, ta sẽ làm như thế nào hả các con? À, ta cũng sẽ thực hiện việc tách 4 khối lập phương ở 5 khối lập phương gộp với 6 khối lập phương cho đủ một chục. Còn một khối lập phương là một đơn vị. Có một chục và một đơn vị, ta có số 11. Như vậy, 6 cộng 5 bằng 11. Các con đã hiểu chưa nào? Vậy, để thực hiện phép tính 6 cộng 5, ta thực hiện như sau. Đầu tiên, ta tách 4 ở số sau. Các con hãy nhắc lại, vì sao phải tách 4 ở số sau? À, đúng rồi đó. Các con tách 4 ở số sau để gộp với 6 cho đủ chục. Rồi cộng với số còn lại, ta được 10 cộng 1 bằng 11. Như vậy, 6 cộng 5 bằng 11. Tóm lại, để thực hiện phép tính 6 cộng với một số, ta sẽ gộp cho đủ chục, rồi cộng với số còn lại. Các con đã nắm được chưa nào? Bây giờ, các con hãy cùng cô nhắc lại các nội dung sau. Muốn thực hiện phép tính 9 cộng với một số, ta sẽ làm như thế nào? À, cô chắc rằng các con đều nhớ. Muốn thực hiện 9 cộng với một số, ta lấy 9 cộng 1, rồi cộng với số còn lại. Tương tự, 8 cộng với một số, ta sẽ thực hiện 8 cộng 2 rồi cộng với số còn lại. Vậy 7 cộng với một số thì sao? Chúng ta vừa mới học có đúng không nào? Ta lấy 7 cộng 3 rồi cộng với số còn lại. Cuối cùng 6 cộng với một số, ta sẽ thực hiện bằng cách lấy 6 cộng 4 rồi cộng với số còn lại. Như vậy, qua các cách tính, các con có nhận thấy điểm chung là gì hay không? Các con đã phát hiện ra rồi, có phải không? Đúng rồi, đó chính là gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại. Đây cũng chính là cách cộng các số qua 10 trong phạm vi 20. Như vậy, cô nhắc lại. Muốn cộng các số qua 10 trong phạm vi 20, ta sẽ thực hiện gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại. Các con hãy lưu ý nhé. Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học mới thông qua hoạt động cùng học. Tiếp theo, cô và các con sẽ vận dụng những kiến thức vừa học để thực hành qua hoạt động 2, luyện tập. Nào, chúng ta cùng đến với bài số 1. Các con đọc yêu cầu đề bài. Số 7 cộng 4 bằng 7 cộng chấm hỏi cộng 1. Như vậy, ở bài tập này, đề bài yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào chỗ chấm. Các con thử suy nghĩ cách làm xem nào.
Các con đã nghĩ ra chưa? Cô sẽ hướng dẫn mẫu một bài nhé. Ở bài tập này, các con sẽ tách 4 thành 3 và 1. Có phải không nào? Vì sao chúng ta lại phải tách 3? À, chúng ta tách 3 để gộp với 7 cho đủ trục. Như vậy, số cần điền đó là số 3. Cô lưu ý nhỏ, vì sao ở đây chúng ta không tách 1? Các con có biết không? Đúng rồi đó các con. Chúng ta không tách 1 bởi vì 1 gộp với 7 đã đủ trục hay chưa? À, 1 gộp với 7 chưa đủ trục, do đó chúng ta không thể tách 1. Các con đã hiểu chưa nào? Vậy các con hãy lần lượt làm các bài tập còn lại trong thời gian 2 phút. Các con đã làm bài xong chưa? Chúng ta sẽ cùng sửa bài nhé. Như hướng dẫn ở bài tập A, như vậy, tiếp theo chúng ta sẽ có các kết quả lần lượt như sau. 7 cộng 7 bằng 7 cộng 3 cộng 4. Câu B, 6 cộng 5 bằng 6 cộng 4 cộng 1. À, vì sao ở đây chúng ta có số 4 vậy các con? Đúng rồi đó các con. Chúng ta tách 4 ở 5 để gộp với 6 cho đủ trục. Có phải không nào? Như vậy, số cần điền đó là số 4. Tương tự đối với bài cuối, 6 cộng 6 bằng 6 cộng 4 cộng 2. Các con đã làm đúng có phải không? Cô chúc mừng các con. Còn bạn nào chưa đúng, các con có thể sửa lại bài và làm bài cẩn thận hơn nữa nhé. Các con đọc yêu cầu bài 2 cùng cô. Tính, nhẩm. Như vậy, bài tập này yêu cầu chúng ta sẽ thực hiện phép tính bằng cách tính nhẩm để đưa ra kết quả. 7 cộng 4, 7 cộng 5, 6 cộng 6, 7 cộng 6, 6 cộng 5, 7 cộng 7. Các con hãy lưu ý, các phép tính này đều là 7 cộng với một số và 6 cộng với một số. Vậy thì các con hãy nhắc lại, muốn thực hiện phép tính 7 cộng với một số và 6 cộng với một số, ta sẽ làm như thế nào? À, ta sẽ gộp cho đủ trục rồi cộng với số còn lại. Vậy thì các con hãy làm bài tập này đi nhé. Các con đã làm bài xong chưa? Chúng ta cùng sửa bài thông qua trò chơi mang tên truyền điện. Như các con đã thấy trên màn hình, chúng ta có một nguồn điện và một bóng đèn. Bây giờ, các con hãy làm cho bóng đèn phát sáng bằng cách thực hiện các phép tính có trong bài tập này. Với mỗi đáp án đúng, dây điện sẽ được nối dài ra, kết nối với bóng đèn, giúp cho bóng đèn phát sáng. Nào, bây giờ chúng ta cùng sửa bài. Câu đầu tiên, 7 cộng 4 bằng bao nhiêu các con nhỉ? À, bằng 11. Các con đã làm thế nào để ra được kết quả 11? Có phải các con đã tách 3 ở 4 để gộp với 7 rồi cộng với 1 bằng 11? Có đúng không nào? Chính xác rồi đó các con. Tương tự, các con hãy làm cho các câu tiếp theo. 7 cộng 6 bằng 13. 7 cộng 5 bằng 12. 6 cộng 5 bằng 11. À, vì sao ở phép tính này các con lại ra được kết quả 11? Đúng rồi đó các con. Ta sẽ tách 4 ở 5 để gộp với 6 cho đủ trục, rồi cộng 1 bằng 11. Tương tự với hai câu cuối, 6 cộng 6 bằng 12, 7 cộng 7 bằng 14.
Chúc mừng các con, như vậy chúng ta đã làm cho bóng đèn phát sáng được rồi. Hoan hô, các con thật là tuyệt vời. Như vậy, qua bài tập 2, các con đã thực hiện các phép tính 7 cộng với một số và 6 cộng với một số. Cô nhắc lại, muốn thực hiện phép tính 7 cộng với một số, chúng ta sẽ tách 3 ở số sau và gộp với 7 cho đủ chục, rồi cộng với số còn lại. Tương tự với số 6 cũng vậy. Để thực hiện phép tính 6 cộng với một số, ta sẽ tách 4 ở số sau, rồi gộp với 6 cho đủ chục và cộng với số còn lại. Các con nhớ nhé. Chúng ta cùng đến với bài tập 3. Các con đọc đề bài cùng cô. Tính để tìm mèo con cho mèo mẹ. Cô giới thiệu với các con, đây là mèo mẹ và đây là mèo con. Các con có để ý thấy trên thân của mèo mẹ đều có một phép tính, còn trên thân của mèo con đều có các con số hay không? Như vậy, muốn tìm mèo con cho mèo mẹ, các con hãy tính tổng các phép tính có trên thân của mèo mẹ. Kết quả bằng bao nhiêu? Đó chính là con số trên thân của mèo con. Cô ví dụ, cô muốn tìm mèo con cho mèo mẹ vàng. Cô sẽ tính tổng của phép tính 8 cộng 6 bằng bao nhiêu các con nhỉ? À, bằng 14. Chúng ta sẽ kiểm tra thử xem có phải là mèo con mang số 14 hay không nhé. Chính xác rồi đó các con. Vậy các con đã hiểu cách làm bài chưa? Chúng ta cùng bắt đầu làm bài tập đi nào. Các con đã làm bài xong chưa? Chúng ta cùng sửa bài nhé. Cô sẽ lựa chọn mèo mẹ giúp cho các con. Mèo đỏ, 8 cộng 8 bằng 16. Mèo xám, 7 cộng 6 bằng 13. Mèo xanh lam, 6 cộng 5 bằng 11. Mèo cam, 9 cộng 6 bằng 15. Cuối cùng, mèo xanh biển, 6 cộng 6 bằng 12. Các con có làm đúng hay không? Hãy cùng so sánh với kết quả của các con nhé. Nếu các con làm đúng, cô chúc mừng các con. Còn với những bạn chưa làm đúng, các con hãy cố gắng tính toán cẩn thận hơn nhé. Trong bài tập này, các con thấy xuất hiện các phép tính qua chục trong phạm vi 20. Vậy, các con cần lưu ý khi thực hiện phép cộng qua 10 trong phạm vi 20, các con hãy nhớ tách số cho thật chính xác, sau đó mới gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại. Như vậy, chúng ta đã vận dụng kiến thức vừa học để làm bài tập 1, 2, 3. Các bài tập còn lại chúng ta sẽ thực hiện ở tiết học sau. Trước khi kết thúc tiết học, chúng ta cùng nhắc lại nội dung. Muốn thực hiện phép tính 7 cộng với một số và 6 cộng với một số, ta sẽ làm như thế nào? À, ta sẽ gộp cho đủ chục rồi cộng với số còn lại. Các con hãy nhớ nhé. Các con thân mến, tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong tiết học sau.